Thưa quý vị, do tình hình Covid mà tại Singapore vẫn còn hàng ngàn người Việt không thể trở về nhà đón Tết. Một số người Việt tại đây đã có sáng kiến tổ chức gói bánh chưng và chia những phần quà Tết tới bà con còn đang mắc kẹt tại Singapore trong dịp Tết này. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Chiều cuối năm bận rộn, song các bạn trẻ này vẫn đang hào hứng hoàn thành nốt dự án của mình. Đó là gói 150 bánh chưng gửi tặng những người Việt bị mắc kẹt lại ăn Tết ở Singapore. Công tác chuẩn bị được tiến hành từ nhiều ngày qua. Người lo kiếm lá rong, người lo gạo, người chuẩn bị thịt, người chuẩn bị nhân đậu xanh. Khối lượng bánh được chia cho 3 nhóm thực hiện. Mỗi nhóm tối đa 8 người gặp nhau hôm nay để thực hiện công đoạn cuối cùng, gói bánh. Mình sinh ra và lớn lên ở miền Nam thì mình chỉ biết đến cái bánh tét thôi. Bánh chưng thì có lần thứ hai mình có thể tham gia được lần này, nhưng mà có thể là cố gắng theo như cái kinh nghiệm của những người đi trước và cũng tìm hiểu trên mạng để mà hy vọng là sẽ có một cái bánh thật là đẹp và có ý nghĩa. Cộng đồng của chúng ta ở đây rất là đoàn kết và mọi người muốn chia sẻ cái Tết, cái văn hóa nho nhỏ của mình về quê hương và gửi đến cộng đồng rằng những anh chị em rằng dù ở đâu thì mọi người cũng luôn luôn yêu thương và hướng về nhau ạ. Bánh chưng giờ đã gói xong, kim chi cũng được một nhóm khác vừa chuyển đến. Những phần quà Tết lập tức được chuyển đi từ các địa chỉ trong kế hoạch. Trước hết là các sinh viên ở khu ký túc xá đại học. Em thấy là rất là biết ơn các anh chị ở đây đã dành thời gian để chuẩn bị quà cho tụi em. Bởi vì đây là cái Tết xa nhà và cái năm đầu tiên mà có cái đại dịch Covid. Nên là mọi cái cuộc sống ở đây khá là khó khăn. Mình hôm nay cảm thấy rất là vui vì cộng đồng người Việt của mình tại Singapore đã chung tay góp sức để mà tặng những món quà rất là ý nghĩa này. Mình thật là cảm ơn rất là nhiều. Cứ thế liên tục các phần quà được chuyển đi ngay trong ngày để tới tay sinh viên, người lao động hay người Việt có hoàn cảnh khó khăn ở Singapore. Có thể nói là mỗi phần quà nhỏ đều chứa đựng tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu thì họ vẫn luôn gắn kết và tương trợ nhau để không khí đón xuân năm mới được chia sẻ và lan tỏa tới tất cả mọi người. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore.